Ngày 14 tháng 8, Bộ Công an triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024. Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo chỉ huy các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Minh Hùng, cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng, phó trưởng ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an nêu rõ, tiếp tục thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, truyền thống nhân đạo của dân tộc ta, đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, ngày 30 tháng 7 năm 2024, Chủ tịch nước đã ký quyết định về đặc xá và thành lập hội đồng tư vấn đặc xá năm 2024.